Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong Vũ Đồng Càn Khôn có cuộc đánh nhau, cũng như tình yêu sẽ được đồng hành cùng nhau diễn ra. Mặc dù một số con trai hay con gái đều chưa kết hôn ở độ tuổi thành niên, kể cả chính phủ có vận động như thế nào. Ở ngoài đời thật, anh chị em toàn kêu ế, nhưng họ lại không chế ra cái để Linh nộp hồ sơ CV xin việc tuyển người yêu ở đâu. Trong Vũ Đồng Càn Khôn cũng vậy, Lâm Động là nhân vật chính, hắn sở hữu công pháp cực kỳ bá đạo. Vậy công pháp mạnh nhất trong Vũ Đồng Càn Khôn ai đang sở hữu? Có phải là một nửa kia của Lâm Động hay không? Trong Vũ Đồng Càn Khôn cao cấp nhất là siêu việt thiên võ học. Rất ít người ban đầu có thể sử dụng võ học này do cái vương triều nhỏ bé tẹo teo. Thế nhưng khi Lâm Động đi ra thế giới bên ngoài, siêu việt thiên võ học mặc dù hiếm nhưng cũng không ít người sử dụng. Ví dụ như Lôi Cung Hắc Tiễn siêu việt thiên võ học, lấy Lôi Đình Tổ Phù làm cung tên, Thôn Phệ Thổ Phù làm mũi tên. Lúc đó Lâm Động khi đó mới chỉ đạt đến chuyển luân cảnh đỉnh phong. Nhưng chỉ cần một cú bắn xạ thủ chí mạng có thể làm Thất Vương Điện Nhị Trọng Luân Kiếm Hồi bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian sau Lâm Động có được không gian tổ phù, uy lực của môn võ học này còn nâng cao thêm một sao chiến tướng. Tuy nhiên ngoài Lôi Cung Hắc Tiễn cực kỳ bá đạo, ở trong tác phẩm Vũ Đồng Càn Khôn còn có thêm một bộ công pháp nữa gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, cũng không kém phần so với Lôi Tiên Hắc Tiễn của Lâm Động. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết được nhắc đến khá nhiều ở lần đầu. Thế nhưng mãi sau này mọi người mới biết được sự thật về công pháp này. Do Lăng Thanh Trúc giải thích, mỗi vị cung chủ và người kế thừa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ nhỏ đều tu luyện môn võ học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Môn võ học này không mang bất cứ sức mạnh nào, nhưng lại là môn võ học bắt buộc. Võ học này Lăng Thanh Trúc học cũng thấy cực kỳ huyền ảo. Ở Cửu Thái Thanh Thiên Cung rất nhiều tiền bối giả đâu, mất cả đời cũng chưa chắc tiếp thu hết được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nhưng vì quy củ của tông môn nên ai cũng phải tu luyện. Hơn nữa tu luyện nó cần phải chưa quan hệ yêu đương nam nữ. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Hóa ra muốn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cần phải có quan hệ nam nữ mới đạt đến đỉnh cao. Vì năm đó ở trong khu di tích, Lâm Động đã hiếp dâm Lăng Thanh Trúc, khiến công pháp Thái Thượng Cảm Ứng Quyết bị biến mất. Nhưng 8 năm sau Lăng Thanh Trúc đã phát hiện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết còn mạnh hơn trước trong cơ thể. Về sau sư phụ Lăng Thanh Trúc cùng với các trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã hy sinh cơ thể, giúp Lăng Thanh Trúc tu luyện thành công Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Quyết khiến Lăng Thanh Trúc có thêm sức mạnh ngang với Tổ Phù. Mọi người có thể thấy được, Lăng Thanh Trúc chỉ đạt đến chuyển luân cảnh, nhưng nếu vận dụng sức mạnh của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, có thể phang nhau với cường giả chuyển luân cảnh gần đạt đến luân hồi là điều bình thường. Để hiểu rõ về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cực kỳ khó ít người biết được, chỉ người sáng tạo ra công pháp này mới là chân lý. Để tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, ngoài khí sinh ra có thể nhập vào cơ thể thì còn có thể tu luyện bằng cách thông qua bên ngoài. Vậy để cho mọi người dễ hình dung nhất về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, nó có thể so sánh với Bát Đại Tổ Phù,